Nương nương, nương nương à, ta phải chờ cho tới bao giờ đây? Ta nhớ nè. Ai vậy? Trần Trấn Phong, người đâu? Nè, người la lên chỉ khiến cho mọi người ở đây biết chuyện của ngươi và Lệ Quý Phi thôi. Người ngậm máu phun người. Vì Lan Linh đã biết chuyện giữa ngươi và Lệ Quý Phi, cho nên mới tự chuốc lấy quả sát thân. Chính các ngươi đã giết hại Lan Linh. Ngươi bịa đặt thôi. Phúc Khang là người phát hiện tử thi của Lan Linh, đồng thời cũng phát hiện ra hộp dấu ấn này. Lẽ ra hắn chỉ muốn nhân cơ hội này tống tiền ngươi mà thôi. Nhưng sau khi hắn biết được vì vụ án này đã hại chết sư phụ của hắn, hắn chỉ hy vọng có thể trả thù cho sư phụ, cho nên đã đem hộp cẩm này giao lại cho ta. Sao ngươi không giao nạp dấu ấn này cho Bao đại nhân đi? Nếu ngươi quả thật là hung thủ giết người, ta cải trang lẻn vào trong cung cũng là mang tội chết. Giờ đây ta chỉ hy vọng có thể cứu được Tiểu Đồng, cùng với Tiểu Đồng cao bay xa chạy. Nhưng chỉ tiếc rằng hiện giờ cô ấy vẫn đang ở trong phủ Khai Phong. Ngươi và Lệ Quý Phi nhất định có cách, chắc chắn giúp cho bọn ta bỏ trốn. Những lời vừa rồi ngươi nói ra chỉ là suy đoán mà thôi, chứ không hề có chuyện đó. Ta không phải là bao chứng, sự thật đối với ta không quan trọng. Ta không cần ngươi tới phục lễ trong cung. Ngươi vẫn có thể coi ta đang uy hiếp ngươi. Sẵn ta báo cho ngươi biết, nếu như trong thời hạn 3 ngày ngươi không cứu được Tiểu Đồng, ta nhất định sẽ nhờ Phúc Khang giao hộp dấu ấn này lại cho Bao đại nhân. Ngươi ở đó suy nghĩ cho kỹ đi. Quý phi nương nương, Liễu Đỉnh Vân xin được cầu kiến. Đêm đã khuya rồi, mãi kiến. Nghe đại nhân nói là có chuyện quan trọng. Đúng rồi, ngươi không hiểu lời nói của bổn cung hay sao? Hả? Dạ, Sở Nhi hiểu. Nhắn nhủ gì mà lâu quá vậy? Liễu đại nhân, ngài không được vào. Quý phi nương nương nói không gặp ngài. Cái gì? Ngài lui đi. Sở Nhi, Sở Nhi. Lệ Quý Phi, đêm đã khuya, xin vào gặp ai gia thật ra là có chuyện gì? Thái hậu Thánh Linh, thần thiếp vừa mới nhận được tin Trần Trác Phàm đã vượt khỏi ngục thất ở phủ Khai Phong. Đường đường một phủ Khai Phong lại để cho tội phạm trốn thoát. Ta chờ coi bao chứng còn mặt mũi nào tới gặp ai gia đi. Thái hậu, còn một chuyện này thần thiếp cảm thấy có một chút gì đó không ổn. Là chuyện gì? Con cứ nói ra. Ở phủ Khai Phong chỉ là một phủ nha, Đồng Quý Phi cũng là phi tử của hoàng thượng, nhưng lại cư trú tại phủ Khai Phong. Còn kẻ ra vào nha phủ tất cả là bộ khoái nha sai, chiếu lệ đúng là bất hợp. Ngẫm Lệ Quý Phi nói cũng có lý, theo ý con ta phải làm sao đi? Ý của thần thiếp, dù Đồng Quý Phi có tội hay làm vô tội thì cũng phải đưa về thẩm cung, chờ tới thời hạn bao chuẩn phán quyết rồi. Trong khi trên đường hồi cung, không chừng tội phạm có hành động gì, chỉ cần ta chuẩn bị từ lúc đầu, chắc chắn sẽ tầm nã hắn ngay lúc đó mà. Đúng, ta nghĩ bao chuẩn không có lý do gì để từ chối ai gia. Tham kiến quý phi nương nương. Mảnh cẩm bồ này ngươi nhớ giao cho Đồng Quý Phi. Trên đường về các ngươi nhớ hậu giá đâu ra đó, có nghe rõ chưa? Mạc tướng tuân lệnh. Ngươi ngoan ngoãn đưa Đồng Quý Phi về đây nha. Công tôn tiên sinh, theo sức khỏe hiện giờ của Đồng Phi đã đi lại như bình thường được chưa? Hồi bẩm đại nhân,
Đồng Phi không có bị gì đâu. Bao Chẩn tham kiến nương nương. Tham kiến Đồng Phi nương nương. Miễn lễ. Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, đa tạ sự chiếu cố của các vị. Nương nương nhớ bảo trọng. Chuyện của Trần Trác Phàm, phiền đại nhân lao tâm giúp cho hắn. Di thần hiểu rõ. Quý phi nương nương, mời. Nương nương thông thả. Dương thông lĩnh, đường xa diệu dợi, hãy để bổn phủ cử tứ tử đi theo ngài. Ngài nghĩ sao? Tạ bao đại nhân đã quan tâm. Người của chúng tôi cũng thừa sức rồi. Hiện Trần Trác Phàm đã vượt ngục tại ngoại. Tôi nghĩ là phủ khai phong cần một số người giúp việc đó. Lên đường. Trong lúc này không có ai tới mộ viên này đâu. Kẻ thông minh nhất cũng là Lệ Phi đây. Đủ rồi, ban vô đề tài chính đi. Ngươi xin gặp bổn cung gấp là vì chuyện gì? Trần Trác Phàm kể là Phúc Khang lượm được hộp dấu ấn tại nơi Lan Linh bị giết. Ngươi đúng là bất cẩn quá đó. Tôi cũng không biết làm rớt từ lúc nào. Hắn còn nói biết tình gian giữa tôi và nương nương. Ngươi thừa nhận điều đó à? Không, tất nhiên là không rồi. Nhưng Trần Trác Phàm bắt buộc tôi trong 3 ngày phải cứu Đồng Phi cho hắn. Nếu không thì hắn sẽ giao nộp dấu ấn cho Bao Chẩn. À. Trần Trác Phàm chỉ hăm dọa ngươi thôi. Để bổn cung nghĩ cách tiếp đãi hắn cho thật đàng hoàng mới được. Đây là mật rắn chế thành trần bì. Bổn cung biết ngươi vẫn thường bị khan tiếng, cho nên ta đã nhờ thái y bào chế cho ngươi đó. Ngươi ăn đi. Trần Trác Phàm, ngươi đây là bậy, ngươi muốn gì đây? Khó chịu quá. Là ngươi, ngươi đã bỏ độc vào đây. Ngươi dám bỏ độc ta? Không phải đâu, ta và ngươi không thù không oán, sao ta lại giết hại ngươi chứ? Liễu Tận Công Tàn, Thúa Tử Điểu Quỷ, quý phi sắp đăng ngôi hoàng hậu, ngươi còn tồn tại chỉ là sự uy hiếp mà thôi. Hiện giờ ngươi chỉ có một con đường chết. Không phải đâu, ngươi đừng bao giờ nghe lời của hắn mà. Ngươi quá độc ác mà. Ta đã làm tất cả vì ngươi. Ta đã giúp cho ngươi, không cần ngươi hại ta. Bông ra. Bông ra. Bông ra. Độc phụ nhân tâm. Mau theo ta tới gặp Bao đại nhân đi. Mau theo ta tới gặp Bao đại nhân. Người đúng là ả độc phụ. Nếu ta chừa mạng lại cho ngươi, chỉ làm hại thêm nhiều người. Dù ngươi có giết bổn cung, ngươi cũng khó chạy tội. Cùng lắm ta và ngươi chết chung. Triệu Hồng Dề, tội phạm này hắn đòi giết bổn cung kìa. Ai là kẻ mưu toan giết người? Đã có Bao đại nhân phán quyết rồi. Trần Trác Phàm, vụ án này xoay vòng như vậy cũng không có lợi cho Đồng Phi đâu. Đa tạ kỳ mưu diệu kế của Bao đại nhân và Triển Hộ Vệ mới có thể tìm ra hung thủ thật sự. Thì ra các ngươi hợp nhau để đối phó với bổn cung mà. Đại nhân đã mưu đoán ra được, kẻ dùng kế hại người chắc chắn là những kẻ có lòng ích kỷ. Chỉ cần Liễu Định Vân nói ra, tin chắc nương nương sẽ tiêu diệt hắn trước. Kênh TVB Tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này, bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất
đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như Thành Viên Vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam.